Como está? Web ya. Sí, aquí online, bro. Ya. Feliz online. À, phần mềm trên PC là BlueStacks. Cái này chủ đề stream thôi, chơi. No, Nicolas no sleep because this night he play in for three hour. Tại vì là anh Tali không xin được vào biên chế, vì vậy anh bỏ. Anh nói là như vậy. Why? Ok. Đây kiểm xúc nhỉ. Làm cái thủ có chuyện nhưng mà là có tiền hơn, nhưng mà làm cái thủ thì nó chỉ có mùa thôi các bạn. Ví dụ như các bạn đánh mùa này các bạn không được ca, mùa sau các bạn không được thấp thì ai mà chơi đâu, ai mà chơi đâu. Yeah, Robby deck. Ok, deep. Can I join your clan? So, I don't know. When do you play? Maybe top player, stop post. I will post tomorrow. Tinter, he online right now. Don't ever. Ego vs Araban Yelit. Yes, I think so. Araban Ego push for Don Palestine. Happy New Online, let me check. Hello. What's up? Noob, let me check. Mai leo tới 7k4, 7.000 rồi, đánh lên 6, 5k, 6k6 nó thấy mệt lắm rồi. Phật là rắn rồi. Julius. Don Ego is Don. Not sure. I don't know. You from Vietnam? Sợ đánh Mota với lại những cái người có giáp đâu, có giáp chưa? Được sự giáp. Ego push down, Yelit. No, sure. Are you sure? Nice job. Nice tornado and balloon and Fizzy right now. Fizzy! No. No, they never listen. Number. Ở cái càng cũng là càng là last try em. Yeah.
với ca vậy. Đặt con Becca chuẩn vãi trường nhưng mà gặp cái deck này đúng cù nhầy. Rồi cái deck nhà nghèo, có rất nhiều deck nhà nghèo. Tìm thấy như lát luôn rồi. Mấy cái nick HBS là Snip, là Snip. Motabet Way Play, ok ok ok. Hai ở Motabet Way Play, ok ok ok. Tomorrow, Jaffa. Được được, mình cố gắng lên 7 kỳ đây. Nhưng mà đây cũng khó lắm rồi. Chắc là tí nữa mình phải làm clip về Xbo rồi. À đâu nè, Mota đi, Mota Bet đi. Hoặc là Golem, My Up. Oh, Zlat Fireball. Zlat Fireball. Zlat Fireball coming. Woohoo. Không chơi cười như mọi ngày, mệt bạn. Ra là who is FBS for the Snip bro. The Snip mình nằm mệt, sao là nói mệt, rất nó mệt, chỉ muốn ngủ à. Mình ngủ nó còn 8 tiếng à. Mình muốn ngủ 9 tiếng. Ngày mai là chủ nhật, vì vậy là mọi người cũng đủ thoải mái nên mình mới stream cho mọi người xem mỗi lần một chút. Yeah, Legend will back, yeah, Dream of City come back. Làm ít nữa, không được. À, ta lý chỉ là huấn luyện viên thôi, làm sao có thể không hợp được. À, maybe Edo bro, not sure, but I think so. So I will ask the leader of my clients. Hello from Argentina, the driver, please. Yeah, hello. Hi, hi. Qua đây nó không bố ta, nó không có thật quả nữa nhỉ. Mấy hôm nay mình chơi, mình bút nhiều quá, mình ít ngủ thôi, mình cũng mệt. Mà tôi cũng lắng vậy. Mùa này là một mùa rất đặc biệt. Chúng ta có một mùa rất đặc biệt để nói chuyện. We play party, I don't know. But someone say ego. Not sure.
Hola. Hola. Mà hôm live stream là mình vừa ngủ dậy rồi đấy. Ờ, hiện tại thì mình cũng chưa có gia đình vì vậy là ôi giời ơi. Tại vì là mình chủ yếu là mình làm game vào trong này mà vì vậy là cả ngày mình ngon rồi. Mình phải quay clip mà. Thứ hai nữa là ví dụ sau này mình mà mình có gia đình thì mình sẽ khác hơn, mình sẽ không cần phải ngồi chơi mà lúc đi đâu mình cũng cầm điện thoại nữa. Semblikin. Oh, Semblikin and Petro. Hôm nay stream muộn thế. Đây không, bạn ơi, mình đã được chính này. Hôm nay stream muộn bởi vì là đi hôm mai là hôm nay chủ nhật mà. Hôm nay là chủ nhật rồi, học cycle, ok. Anaban, ok, next. Oh, Rascal, Goblin Barrel, Baran Barrel. Spear, Icy Priest, Lucas of Libro. Ok, Snake Anaban. Oh, deck của mình khó lắm à. Yes, I'm water player, I miss Mythic. It makes me happy when you saw water music play. Yeah, tomorrow I will upload the Mofabit gameplay. And go a lot of tea. Okay. Oh, please. Log best new version. I never seen before. Yeah, snowball. I don't know. I had snowball. I see Igbo online. Keep it up, bro. Combo Dark Queen với lại Booking ở đúng kinh khủng. Bây giờ mình còn nhớ cái deck. Bây giờ sắp là Rascal với lại Dark Goblin. Dark Queen quay trở lại luôn đấy. Deck bếp. Trời. Mình không hiểu tại sao người Dark còn Dark Book còn Dark Goblin được, Dark Queen được. Mình không hiểu. Đấy quá mạnh tốc độ của nó quá mạnh, nó đập cái deck bếp gọi là quá khủng luôn đấy. Chứ không phải sao Legend Metalli Aonoma rồi với năm tháng trước còn này Legend. Vì đơn giản là nó là Nova. Họ muốn chơi ở một, họ không muốn đi sang Trung Quốc nữa, họ muốn là được đánh hơn là được ngồi chỉ huy. Hơn nữa là họ có những cái offer ngon hơn, đại loại là như vậy. Và họ muốn tìm một cái thử thách mới. Yeah, you are the play daily happy by the way. I think you are the best content creator. Sir. No, yeah, thank you. Yeah, I will try to learn. Có video để học chính của em. Có, mình vừa up xong đấy, lúc sáng nay. Cái clip I meet Anthony on ladder ấy. Vừa up sáng nay xong. Thank you.
này là như nào quên mất. Em đang có bao nhiêu FP ạ? À? Em cần sâu luôn cho anh xem. Rồi anh em ngủ trước đi. Đi. Ok, Fadi again. The Fadi again. I will upload tomorrow. Thành lần đầu của Sinh. Yeah, thank you. Like, share video. Thank you. I will upload tomorrow. Một tạm biệt. Em này một tay here, Igbo here. Igbo in the game. So I will upload the Motabit tomorrow. Yeah, I think so. I go push sing Hapadi. Yo, don't miss bro. I upload in five hour. Woo! Nine Duck Goblin, you are the best. Ủa, hai stock. Nhưng vậy vẫn là chưa đủ. So I think I will stop stream right now and make video upload tomorrow. Yeah. Three spell and a wizards. How to win? Subscribe.